ngày nít cứ dùng phí part of a sentence chẳng như nói ta phải ví dụ part of sentence mà này là phải này ví dụ ta phải ví dụ mình sẽ khá lăng chỉ phải sáng khám ai dưỡng phải này ví dụ thì mình đôi chìa sập chế bằng là chỉ phải thiến kể đẻ sáp hai nền cảm bỏ thiết tu tớ là bác cứ mình được rộng bài này và đây ta phải thiến kể sáp hai nền cảm bỏ mình không có thể đáy phần đồng bởi sao cứ part of sentence cứ mình miền subject verb and object subject verb and object ok chẳng ngày nay dương nâng bỏ trai ông bì part of sentence ta phải miền sạch lạc phần này nè bởi vô ta phải miền sạch thiết đã xong chứ bởi vô bà nâng ok chẳng thiết này thiết đầm bếp xong chứ bởi vô bán cứ dương miền subject verb and object hay sạch lạc chứ subject sạch lạc đã ai phải chứ subject bàn ok chẳng khăn ông bởi vô nghi nghi ní này để anh đa tôi thì bịu mà đa tôi chỉ sắp chỉ nó còn bịu bán cứ biết được chứ thì mỗi cứ nouns hay thì biết cứ pro pronouns chắc là quay tới hai tập nouns nouns and name given to people things animal or places those are called nouns example the noun refer to people mean a man a boy John Barry a teacher a doctor a nurse or students, those are called nouns. And animal, like a dog, a chicken, a cat, a crocodile, a buffalo, a things, right? Things, a pen, a bag, beer, books, places like hospital, bar, restaurants, clubs. Okay, stuff like that are called nouns. Chứng niếm cứ dịp biết là dự hào chung mô. À quay xây cơ giang năng được chỉ mình nuôi sao và thôi được chưa thì nó cứ ở đây chúa cứ như hào tháng nào chẳng vì ai đã tôi chỉ sắp chích được bó rồi dục bạn ok chẳng như mình đi function vào nào sẽ function vào nào thì mình được chưa subject object hay năng object of preposition chẳng subject vào function vào nào nó biến subject object hay năng object of preposition chúng ta mở ví dụ, tu tớ ví dụ mình nói subject plus verb plus object, subject plus verb plus object. Chúng ta nói là Dara sees a tiger, Dara sees a tiger, Dara cứ subject sees cứ chữ verb a tiger cứ chữ noun. Cái này noun, anh ấy còn noun, bạn ấy cứ chữ subject hay là ra bị chờ bị một verb cho biết là từ subject hay là ra bị chờ bị cái verb bị receive action, bạn ấy cứ tu rong một verb kia xin nhé. Chẳng biết tại gì object. Tiếp theo, a tiger eats meat. A tiger is subject, it is a verb, meat, cứ chữ ông, object. The dog run after Lisa. The dogs run after Lisa. The dog này cứ chữ subject. And run cứ chữ verb after preposition, hay nên Lisa cứ chữ noun. Noun để cho cái preposition được cái gì? Object là preposition. Okay. Chân đi. Thì mùi cứ giảm phí. Function là bằng nào? Chẳng nói ai đã tôi đi sản chứ không hả? Object khó, có bạn. Tiếp đi, dương dương bị pronouns. Pronouns. Chẳng pronouns, what are pronouns? Pronouns are words used to replace nouns. Chẳng pronouns dương dương nghĩa cứ hạ là sao bằng niếm. Chẳng bị sản phẩm máy bằng ra dịch kia để prao chụp ngô ao niếm. Dương prao viết thứ, avoid repetitions. Dương prao viết đồng bây, chia viên ca prao niếm trong đai pi xả, đi gọc bay xả lơ đi. Lớp đi một đòn anh chẳng ở tiêu thà Marie is from the USA. Marie cứ dịch nón đã tùy sạp chứ không bị dụng ní is from the USA. Tiếp đi she works as a teacher. She works as a teacher chẳng là she ní cứ sạp đau đơn má Marie bánh kia không bị dụng kia pra Marie pizza đi chia viên cá cả repetition kia pra bia nào nâng tuôn kia pizza chẳng yên pra chia pra nào vậy. Chúng ta chứ, she works as a teacher. Chúng ta là Marie works as a teacher. Andrew has a car. Andrew has a car. Chúng Andrew is subject. Has to work. Car cứ chứ nào, chứ object. Chúng ta đọc tiếp là he drives it to work. He drives it to work. Chúng ta là he ní, cứ xin đào lời Andrew. Hay it ní xin đào lời a car. Chẳng là cái gì pronoun, cái gì pronoun, subject pronoun, cái gì object pronoun. Andrew has a car, Andrew will land mới. He drives it to work. What by land nữa? Rồi what by we nữa, thật vừa. Thật vừa cả, đã land vừa cả. Ok,
Thứ hai mùi tiết pronoun cứ mình phí phần này thì mình subject pronoun and object pronoun. Subject pronoun mình I, you, we, they, he, she, it. Object pronoun me, you, us, them, him, her, it. Ok, chân tuần tì viết khó nỉa mà nè. Subject pronoun viết thuần bơ and object pronoun viết receive action. Viết rô ấm, rô ấm bơ. Chân là bên trần ám than, là bê đa dự prai cái subject pronoun. Ba nè đẹp cái nào viết chua ấm thích cư chứ. Viết rô bô cho môi nắng, bô môi nắng bơ. Hai bật sẵn chứ dự prai object pronoun. Ba nè đẹp bị mô object pronoun thích cư chứ. Chỉ vừa chân vừa phải tớp object pronoun. Hai bạn đi sao chưa có nào thái cứ verb làm dần anh ấy do action anh ấy receives action cho thì họ là I love all people I sao chưa có nào I love all people I the intra g object quên thì do you love me I love all people do you love me yeah. Do you love me okay chính me ấy do you object for now I là chi me I love all people do you love me này những cái từ là ta words showing actions of the subject trong words tôi được biết rằng là nó đa bằng hai phí hamper bằng thiền anh dám command verbs nên verb để nhầm lượng mà mình bị eat bị drink bị watch bị read bị speak bị study bị write bị listen to anh em cứ chỉ verb hay nhưng cái ít thì phải nhắm dí cho tới truyền thật watch mơ viết and speak with you body xa riêng write say listen to thì phải nhắm chứ tùm rộng màu bị dỗ cứ khi là sẵn hành vẫn cứ vô lập vẫn vô cái kia mình ai bằng cao chiếm dược mà tiền chứ như vậy đấy tùm rộng viết subject verb object. Thế thì là a woman reads a novel. Mà đây mình đã cứ án rừng tự lọc lượng chừng đó. She listens to the teacher. Liên snap lục rừng. Rừng ai cao bị vô. Đã thua ai bàn tiết. Con ai riêng tự vùng bà kia hết. Con ai phải chịu bị sạc mà. Cho con chất chịu bị sạc mà. Hai riêng bằng cao bị vô. Tam ai tình ấy chia. Khi sao mà lấy mình. Con kêu ra ត្រីហែលទឹកចឹងការបូនស្លេមហើយត្រីហែលទឹកចឹងគឺ fish swims right fish swims ឆ្កែរត់ the dog runs បក្សីហើរ a bird flies ចឹងមកណាហើយបូនចង់និយាយថា kol sismal a cow eats grass ចឹងវាមិនអីលំបាកទេវាងាយស្រួលហើយសង្កត់ថាបងអូនអាចរៀនមេរៀននេះចប់ហើយនឹងអាចបង្កើតប្រយោគបានខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងតែចាំថាផ្នែកសំខាន់របស់យើងគឺមាន subject verb ហើយនឹង object ហើយ the subject គឺមាន noun និង pronoun ហើយ verb តោះ verb និងបន្តទៅទៀតគឺ object គឺមាន noun និង pronoun ហើយប៉ុន complete ទៅទៅនឹងការប្រើ subject pronoun និង object pronoun